Một nam thần hạng A bị 40.000 người đuổi theo vây kín gây náo loạn. Sohu đưa tin, nam diễn viên Thành Nghị hiện tại là cái tên nóng bật nhất trong giới giải trí Hoa ngữ. Sức hút của ngôi sao Liên Hoa Lâu không chỉ thể hiện trên các số liệu truyền thông, mà còn gây ấn tượng với lượng người hâm mộ đông đảo trong mỗi sự kiện mà anh tham gia. Theo đó, khi Thành Nghị trở thành đại diện của hãng trà, ngay lập tức, các cửa hàng thuộc thương hiệu đó ngập trong đơn đặt hàng. Khi các công ty liên doanh ra mắt một sản phẩm có liên quan tới Thành Nghị, thì rất nhanh sẽ cháy hàng. Không những vậy, trong các buổi lễ khai máy phim như Trường An Nặc, Phó Sơn Hải, đều đông nghịt người tới để ngắm nhìn nam diễn viên. Theo Sohu, ngày khai máy phim cổ trang Phó Sơn Hải đã có 40.000 người mua vé tới phim Trường Hoành Điếm vì Thành Nghị. Đội quân quả quả, tên fandom của Thành Nghị là Kỳ Nghị Quả, không chỉ vây chặt quảng trường Minh Thanh Cung Nguyễn, họ còn tràn vào những cửa hàng được quảng cáo là nam diễn viên Thành Nghị đã từng tới. Trước ngày khai máy, nhóm fan đã sử dụng 1.277 máy bay không người lái để xếp thành hình ảnh cổ trang của nam diễn viên, chúc mừng anh khởi động dự án mới. Theo Sohu, Thành Nghị là diễn viên đặc biệt trong giới giải trí Hoa ngữ. Dù còn trẻ, anh không tham gia các show giải trí mà chỉ chăm chỉ đóng phim. Lượng fan Thành Nghị tích lũy được đến từ những tác phẩm thành công của anh như Thanh Vân Chí, Lưu Ly, Giữ Quân Ca, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi, Trầm Vụng Hương Phai, Liên Hoa Lâu. Hiện tại, Thành Nghị được đánh giá là mỹ nam cổ trang hút khán giả bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ. Anh được các nhà sản xuất ưu ái giao cho nhiều dự án lớn. Sắp tới, Thành Nghị sẽ có những dự án như Anh Hùng Chí, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Phần Vương Quyền ra mắt. Phó Sơn Hải được chuyển thể từ tiểu thuyết Kiếm Hiệp Thần Châu Kỳ Hiệp của tác giả Ôn Thụy An. Trong phim, Thành Nghị đảm nhận 3 vai khác nhau là Tiêu Minh Minh, Tiêu Thu Thủy và Lý Trầm Chu. Phim là câu chuyện xoay quanh Tiêu Thu Thủy, con trai của trưởng môn phái Hoán Hoa Kiếm. Trong một lần hành hiệp trượng nghĩa cùng các huynh đệ, Tiêu Thu Thủy đã vô tình đắc tội với hai thế lực mạnh nhất giang hồ lúc bấy giờ là Quyền Lực Bang và Chu Đại Thiên Vương. Tuy Hoán Hoa Kiếm phái không phải môn phái nhỏ, nhưng vẫn kém hơn hai thế lực đứng đầu, vì vậy dẫn tới kết cục cả gia tộc Tiêu Thu Thủy đều bị tiêu diệt. Cận cảnh nhan sắc Dương Mịch 11 năm trước, đẹp đến phong thần, 2024 nhìn lại vẫn ngẩn ngơ. Nhắc đến những biểu tượng sắc đẹp của màn ảnh Hoa ngữ, Dương Mịch là cái tên mà không ít khán giả sẽ ngay lập tức nghĩ tới, và một trong những bộ phim chứng kiến đỉnh cao nhan sắc của cô là Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên, tác phẩm Dương Mịch đóng cùng với chồng cũ Lưu Khải Uy. Cách đây không lâu, một đoạn clip so sánh nhan sắc của Dương Mịch ở hiện tại và khi xuất hiện trong phim Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên ra mắt năm 2013, 11 năm trước, Dương Mịch phải nói là sở hữu vi dù hoàn mỹ, gương mặt của cô vô cùng xinh đẹp trong trẻo, khiến khán giả ngẩn ngơ. Ở thời điểm hiện tại, dù đã 38 tuổi, thế nhưng trông Dương Mịch vẫn vô cùng xinh đẹp, cuốn hút, có thể ở Dương Mịch không còn vẻ đẹp trong veo như xưa, thế nhưng giờ đây cô lại gây ấn tượng nhờ khí chất minh tinh và sự từng trải. Nói thêm về Dương Mịch, cô đang trải qua một năm 2024 không như ý, Dương Mịch gặp phải những thất bại liên tiếp ở cả mặt trận truyền hình lẫn điện ảnh. Hai bộ phim dài tập Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Phần Nguyệt Hồng Thiên và Cáp Nhĩ Tân 1944 do cô đóng chính, đều gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi đó, không có gì mà một nồi lẩu không giải quyết được phải sớm rút khỏi phòng vé. Thời gian gần đây, với việc Triệu Lệ Dĩnh liên tục có giải ở những giải thưởng lớn, Dương Mịch bất ngờ trở thành đối tượng bị cư dân mạng réo tên, khi mà cả hai thường được xem là một cặp kỳ phùng địch thủ. Thông tin nổi mũi của Triệu Lộ Tư, nhọn hoắt như xuyên thủng vạn vật, ác vía bạch lộc trong khung hình chung. Chiều ngày 5 tháng 11, đêm hội tầm nhìn Weibo đã diễn ra tại Trung Quốc. Đây có thể được xem là sự kiện hoành tráng nhất trong tháng 11 năm 2024, khi quy tụ dàn sao đình đám Cbiz. Ngoài thảm đỏ, những màn đỏ sắc của dàn mỹ nhân trên sân khấu và dưới hàng ghế cũng khiến dân tình đặc biệt quan tâm. Nổi bật nhất có thể kể đến khoảnh khắc xuất hiện chung khung hình của Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc. Hai tiểu hoa đáng 9X hàng đầu hiện nay được xếp chỗ ngồi cạnh nhau và trò chuyện rôm rã, qua ống kính cam thường, vi dù ngọt ngào thanh tú và tự nhiên của Bạch Lộc, giành chiến thắng trước Triệu Lộ Tư trong cuộc đỏ sắc. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của công chúng lại va vào nhan sắc gây tranh cãi thời gian qua của Triệu Lộ Tư, chiếc mũi bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ của cô được sự chú ý cao độ, vì liên tục choáng hết khung hình chung và ác vía Bạch Lộc. Dù nhan sắc thanh tú mềm mại của Bạch Lộc được đánh giá cao hơn đàn em sinh năm 1998, ở những góc nghiêng, mũi của Triệu Lộ Tư trông thiếu tự nhiên, dài và nhọn hoắt đến mức tạo cảm giác có thể xuyên thủng vạn vật. So với hình ảnh tham dự sự kiện đêm hội Weibo vào đầu năm nay, gương mặt người đẹp sinh năm 1998 cũng trở nên khác lạ hơn hẳn, không còn nét trẻ trung và ngọt ngào, mà thay vào đó là các đường nét cứng đờ, có phần đáng sợ. Nhiều khán giả cho biết,
cảm thấy hoảng hồn vì sống mũi cao vút và chóp mũi nhọn hoắt của Triệu Lộ Tư. Khi so sánh với mũi của Bạch Lộc ở cùng góc nghiêng, mũi của nữ diễn viên Trần Thiên Thiên trong lời đồn rõ ràng kém tự nhiên hơn hẳn. Nhìn lại ảnh cũ, khi Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư chung khung hình tại đêm hội Weibo hồi đầu năm nay, nhan sắc của Triệu Lộ Tư có sự thay đổi lớn, gương mặt của cô khi đó gây ấn tượng với nét trẻ trung và ngọt ngào, còn ở hiện tại là các đường nét cứng đờ. Thời điểm đó, qua ống kính cam thường, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có nhan sắc bất phân thắng bại. Tại sự kiện đêm hội tầm nhìn Weibo, Triệu Lộ Tư thuộc nhóm sao mặc xấu nhất, nữ diễn viên bị chê chọn trang phục sến sẩm, đơn điệu và không mấy nổi bật trong một sự kiện lớn, không chỉ váy áo, make up tông mắt khói và kiểu tóc buộc thấp của người đẹp rèm Ngọc Châu Sa cũng khiến cô bị dìm ở mọi góc độ. Layout trên khiến Triệu Lộ Tư trông già dặn, nhạt nhòa và kém sắc hơn bình thường. Trong khi đó, Bạch Lộc lại ghi điểm với vẻ ngoài gợi cảm, nhan sắc tươi tắn với lối trang điểm đậm rực rỡ, để khoe nét đẹp trưởng thành quyến rũ. Việc lựa chọn phong cách phù hợp giúp Bạch Lộc được đánh giá cao trong cuộc so kè nhan sắc với Triệu Lộ Tư. Thời gian qua, Triệu Lộ Tư vướng tin phẫu thuật thẩm mỹ, đại trùng tu nhan sắc, nhìn vào loạt hình ảnh gần đây, dễ dàng nhận ra gương mặt của người đẹp này có sự thay đổi, trở nên thanh thoát và nhẹ nhàng với vùng cằm thon gọn V-line, mũi cao và khu môi đẹp hơn so với trước. Đối mặt với nghi vấn dao kéo toàn bộ gương mặt, Triệu Lộ Tư chia sẻ, có ai mà không muốn bản thân ngày càng xinh đẹp, hoàn thiện hơn. Về khoản này, tôi đã có một chút kinh nghiệm cá nhân. Năm nay, nhiều người gặp tôi đều khen đẹp hơn, gầy đi, da trắng hơn. Tôi cảm thấy rất vui vì thành quả này chính là nỗ lực của mình. Trên sóng livestream, cô cũng xoa nắng mạnh gương mặt, đặc biệt là vùng cằm, để chứng minh bản thân không phẫu thuật thẩm mỹ như tin đồn đang lan truyền. Sau đó, người hâm mộ của Triệu Lộ Tư cũng đưa ra loạt bằng chứng để phủ nhận thần tượng đi đại trùng tu nhan sắc. Theo đó, từ đầu năm 2024, người đẹp Trần Thiên Thiên trong lời đồn giảm cân xuống chỉ còn 40kg. Gần đây, nữ diễn viên chuyển sang trang điểm theo phong cách Hàn Quốc, ưa sử dụng son bóng và loại phấn phát sáng, thay cho kiểu trang điểm lì quen thuộc ở CBIC. Ngoài ra, studio của Triệu Lộ Tư cũng chỉnh ảnh hơi quá tay và đã nhiều lần bị fan phàn nàn. Ba điều này được cho là đã khiến ngoại hình của tiểu hoa đáng có sự khác lạ so với trước. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nhìn nhan sắc phập phù và không còn tự nhiên như trước, khán giả khó lòng tin rằng Triệu Lộ Tư không đụng chạm dao kéo. Huỳnh Hiểu Minh đưa bạn gái đi khám thai, chuẩn bị chào đón con thứ hai. Tối ngày 8 tháng 11, thông tin nam diễn viên đình đám Huỳnh Hiểu Minh đưa bạn gái hot girl đi khám thai đứng top một hot search Weibo bảng giải trí. Trong đoạn clip được blogger Lưu Đại Trùy chia sẻ, Huỳnh Hiểu Minh và hot girl Diệp Kha che chắn kỹ lưỡng, mặc đồ đơn giản. Theo mô tả từ nguồn tin nói trên, Huỳnh Hiểu Minh đưa Diệp Kha đi khám thai, còn chu đáo mua cho cô một củ khoai nướng. Điều này cho thấy nam diễn viên vô cùng cưng chiều, quan tâm bạn gái. Đáng chú ý, xuyên suốt quá trình cả hai đều không đi chung với nhau, Diệp Kha luôn đi trước, còn Huỳnh Hiểu Minh tháp tùng ở đằng sau. Blogger này đã theo chân cả hai sau khi khám thai xong, thì nhận thấy cả hai tiếp tục đánh lẻ. Lúc này, nam diễn viên lên xe ngồi trước, còn Diệp Kha được trợ lý hỗ trợ lên xe sau. Khán giả cảm thấy khó hiểu trước hành động lạ của cặp đôi, chê Huỳnh Hiểu Minh quá lạnh lùng. Tuy nhiên nhiều khả năng cả hai muốn phân tán sự chú ý, nên mới tính toán kỹ càng như vậy. Thông tin Huỳnh Hiểu Minh đưa bạn gái đi khám thai, nhanh chóng đứng top một hot search Weibo bảng giải trí, nhận được lượt tương tác, bàn luận khủng. Đáng chú ý, tin đồn này trùng khớp với thông tin blogger giải trí tung ra cách đây một ngày. Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh muốn chia tay cùng Diệp Kha vì nghĩ bản thân bị cô lợi dụng. Tuy nhiên, Diệp Kha đã lập tức đòi Huỳnh Hiểu Minh phải trả cô 270 triệu nhân dân tệ, khoảng 980 tỷ đồng, làm phí bồi thường và nuôi đứa bé đến 18 tuổi. Cho tới tận thời điểm này, Huỳnh Hiểu Minh vẫn giữ nguyên bài đăng công bố mối quan hệ với Diệp Kha và không đưa ra phản hồi nào liên quan tới thông tin được lan truyền trên mạng. Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha công khai mối quan hệ vào tháng 9. Kể từ đó, Diệp Kha liên tục có những chia sẻ gây tranh luận trên livestream, chẳng hạn việc thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ 40% hay chê bai ca khúc của Ngô Bạch, Thái Y Lâm, Đào Triết. Cô thậm chí bị nghi ngờ từng tham gia khóa đào tạo lấy đại gia. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.